Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội lại tái diễn tình trạng người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là đối tượng vi phạm chủ yếu của lỗi trên lại là các em học sinh, sinh viên, mặc dù đã nắm rõ quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Alo Đường Dây Nóng. Trên nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm như thế này. Đối tượng vi phạm chủ yếu là học sinh, sinh viên. Tại vì ngày hôm nay em đi rất là vội chứ không phải là em không có mũ, chứ lúc nào là em cũng đội mũ đấy. Thực ra là em thì lúc đầu thì cũng thấy bảo phải đội mũ bảo hiểm, nhưng về sau thì không thấy ấy lắm, không thấy có nhà cái chính sách đội mũ bảo hiểm này nó không kiểu áp dụng lại. Thậm chí đã mang theo mũ bảo hiểm nhưng lại treo ở trên xe chứ không đội. Rất nhiều em học sinh mang theo mũ bảo hiểm chỉ là để đối phó, gặp lực lượng cảnh sát giao thông thì đội, không thì thôi. Đây là những học sinh chẳng quan tâm gì đến quy định phải đội mũ bảo hiểm. Khi em vẫn đội, nhà trường có tuyên truyền mà em vẫn đội, nhưng mà chỉ là em vừa mới đi lên, em mới đi mua bút về là em quên chưa đội thôi ạ. Chứ phải là em không đội ạ. Dù quy định xử phạt người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, nhưng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 104 trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm trên vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra sẽ tiếp tục để kiểm tra xử lý và phối hợp với cả các nhà trường và phòng giáo dục để tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của trong cái tầng lớp học sinh, sinh viên. Và bên cạnh đó cũng phải đề nghị đối với cả các sở giáo dục đào tạo và cũng như các sở ban ngành phải có các biện pháp để đồng bộ để làm nâng cao ý thức phối hợp giữa nhà trường, xã hội và cũng như chính quyền địa phương để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật của trong tầng lớp học sinh, sinh viên. Quy định đã có, các chế tài xử phạt đã rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình lực lượng cảnh sát giao thông vào cuộc, thì e rằng ngay khi vắng bóng họ, tình trạng học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ lại tiếp diễn.